Các phi hành gia sinh vật trở về trái đất, tên từ Mạc Từ Khoa. Một phi thuyền con nhộng của Nga mang theo chuột, lương, thằn lằn, ốc, cá và thảo mộc đã trở về quả đất sau một tháng du hành trong không gian. Phi thuyền Bion M với sự trợ giúp cùng một chiếc dù đã đáp xuống một cánh đồng ở vùng Orenburg, nằm cách thủ đô Mạc Từ Khoa theo hướng đông nam khoảng 1.200 cây số. Phi thuyền đã được hỏa tiễn Soyuz phóng lên không gian vào ngày 19 tháng 4 nhằm mục đích quan sát tình trạng phi trọng lượng ảnh hưởng tới thân thể sinh vật như thế nào. Phi thuyền bay cách mặt đất 575 cây số, tức cao hơn trạm không gian quốc tế ISS. Trong lúc các nhà khoa học Nga nghiên cứu những sinh vật còn sống, khoảng một nửa trong số 53 con chuột đã chết trong không gian. Tất cả 15 con thằn lằn đều còn sống.